Xin chào các bác nha, chào mừng các bác đã trở lại với trang tiếng của ngày xưa. Trước tiên rất cảm ơn các bác luôn quan tâm đến em của em trong suốt thời gian qua. Các bác nào mà chưa kênh của em và nút đăng ký kênh màu đỏ góc phải bên dưới video nó biểu tượng quả chuông. Để mỗi khi lên video hệ thống YouTube sẽ gửi qua đây nhắn tút tút rất nhanh vì ngày nào hàng ngày em được cái video. Để tránh mất thời gian thì em sẽ vào phim ngày hôm nay. Phim ngày hôm nay của em có cái kính đó là Đúc Bồ La Mi màu vàng của Pháp, được sản xuất giai đoạn tầm bên 1:50:60, mắt màu xanh da muống. Kính thì nguyên zin toàn bộ rồi và độ mới thì trên 90%. Bác có thể nhìn thấy rất mới, rất đẹp đúng không? Kiểu dáng rất là lạ. Bên trên thì nó có 4 cái chấu. Bác nào Hà Nội, gần Hà Nội có địa chỉ em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, số điện thoại là 0916566826. Cũng là số điện thoại Zalo của em. Các bác ở tỉnh ở xa thì hết sức yên tâm rằng em sẽ gửi bằng phương tiện là bưu điện, ô tô, máy bay, tàu hỏa. Cái phương tiện gì mà nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp ví của phương tiện đó, thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày, chậm nhất là 3 4 ngày tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ. Bây giờ em mới chi tiết bên trong nó gồm có cái gì. Cầu giữa thì nó có hai cái chuyện vuông logo hãng từ ngày xưa ở giữa nha. Hai cái chuyện vuông logo hãng từ ngày xưa. Đức Bồ La Mi màu vàng của Pháp xưa. Giá rất là êm thôi. Giá là 5,5 triệu hay gọi là 5.500k. Sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao check bao test toàn cầu, trên toàn lãnh thổ. Bác yên tâm về giá cả chất lượng sản phẩm. Về thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, từ 7 giờ sáng đến 1 giờ tối, tất cả ngày trong tuần không nghỉ ngày nào, kể cả ngày lễ ngày Tết. Với điều kiện bác điện thoại trước cho em, tránh tình trạng đến đơn xuất quán bị hàng, giao lưu đồ cổ đồ xưa. Và đặc biệt hơn là em đi thẩm định và định giá đồ cổ đồ xưa cho anh em bạn bè người thân. Các bác nhớ là điện thoại trước thì em sẽ nhanh tiếp đón từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại là 0916566826, rất lâu rồi, hơn 20 năm rồi. Thì em sẽ liên tiếp đón được sao và lắng nghe thấu hiểu cái gì bác nói, em tư vấn cố vấn cho bác chơi món đồ cổ đồ xưa gì hợp tình hợp lý hợp ví hợp tâm gu. Đó là giá trị cực kỳ lớn mà khi bác đến shop bên em. Về hình thức mua bán, bác nào chuyển khoản 3 ship, bác nào chuyển tiền ship quốc thì vui lòng đặt cọc 100k, đó là quy định bên em từ xưa nay rồi đấy. Các bác mua đồ mua, bác nên lựa chọn những món lâu năm có thương uy tín ở Hà Nội cũng Sài Gòn. Em và một số anh em là chơi đồ cổ cũng bán đồ cổ đồ xưa hai mấy năm và ba mấy năm, số điện thoại là cũng trên 20 năm rồi đấy, là giá trị cực kỳ lớn và được đảm bảo mua bán, được đảm bảo tính pháp nhân pháp lý. Tránh tình trạng mua ở chỗ địa chỉ nó không rõ ràng, địa chỉ linh tinh, địa chỉ linh tung. Vì ngày nay thì với phương tiện thông tin đại chúng thì một số đối tượng xấu ấy, thì họ hay bán hàng qua gian hàng ảo, những cái trang thương mại điện tử, bán qua app, những trang mạng xã hội, bán là chỉ cứ để mỗi số điện thoại không thôi, thậm chí là không địa chỉ, không số điện thoại. Thì những đối tượng đó bán thì thường hay nhắn tin để không cho biết địa chỉ, không cho biết nhà. Bởi vì sao? Bởi vì những đối tượng đó họ bán những đồ dởm, đồ giả, đồ nhái, bao gồm kính, bút, đồng hồ bật lửa, chuyên bán đồ dởm, đồ nhái qua những trang mạng xã hội, không địa chỉ, không số điện thoại đấy. Thậm chí bán những kênh YouTube triển khai cũng rất lâu rồi, chỉ mỗi số điện thoại mà thay đổi số điện thoại liên tục, thay đổi địa chỉ liên tục, mua bán để hẹn chỗ nọ chỗ kia, hẹn nửa đường, rồi hẹn cà phê không hẹn cà phê được, anh ở đâu hôm qua xem bưng mua mua thôi. Rất nhiều các bác đã bị dính trong cái trường hợp là về kính, đồng hồ, đặc biệt là quần áo hàng hiệu như giày dép với thắt lưng. Thì em khuyến cáo là mua bán bất kể đồ cổ đồ xưa hay quần áo hàng hiệu đời mới, mục sở thị ở nhà có làm sao có thể ăn vạ được, đó là kinh nghiệm mua bán trong nước hay ngoài nước của em từ xưa nay là như thế. Ngay cả ngày xưa khi em ra nước ngoài cũng thế thôi, cách đây khoảng 20 năm về trước cũng thế, là em phải tìm đến nơi những cái bác mà có sưu tầm đồ cổ đồ xưa rất lâu năm, có thương hiệu uy tín thì em mới đến tận nhà nữa. Đức Bồ La Mi nhá, 5,5 triệu hay gọi 5.500k, sản phẩm bán ra luôn luôn được bao chất bao test toàn cầu đấy. Em chỉ khuyến cáo là mua bán cứ đến tại nhà cho yên tâm đấy. Giá 5,5 triệu hay gọi 5.500k. Các bác để ý kênh của em triển khai hơn 5 năm và em triển khai một cách hữu sản tự nhiên hương, không câu like câu view, không có đơn vị nào quảng cáo marketing sale. Vì kênh em triển khai hơn 5 năm có 1,700 đăng ký kênh đấy, chứ không phải đơn vị nào, tự làm khách chân tình, chân thật, chân thành nhất đó. Và các bác đến bên em thì em sẽ tư vấn chuyên sâu về đồ cổ đồ xưa, bao gồm toàn bộ đồ cổ đồ xưa châu Âu, tư vấn rất là rõ ràng, rành mạch, chi tiết. Một lần nữa rất cảm ơn các bác, và bác nào cũng yêu quý thích kênh Tiếng Cổ Bên Xưa để nút đăng ký kênh màu đỏ góc phải bên dưới và nút biểu tượng của chuông để mỗi khi lên video hệ thống YouTube sẽ gửi tin nhắn rất nhanh đến điện thoại của bác. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại phía sau.